Duy long la long lanh luôn. Đây, đây là buổi tối trước ngày ăn hỏi. Rồi ôi, anh em đang vẫn chia cháp thôi kìa. Anh em mà dùng điện thoại để quay chụp cho những dịp đặc biệt như này thì theo tôi nên sắm ngay một con Galaxy S2 Plus Zoom 3X bao phê bao nét và giá chỉ từ 21 triệu tại COS. Giảm tận 6 triệu đồng cùng những ưu đãi thanh toán hấp dẫn. Kèo thơm như này thì Sam fan không thể bỏ lỡ được rồi. Chắc to vãi. Anh em chọn chắc. Ôi rồi ôi. Chắc phải to thế. Mãi đi ở B chắc gãy xương. Anh B. Tao. Tao lấy vợ rồi, bê gì nữa. Bố anh Duy ôm em rất chặt luôn. Tam giác là tách giam, tách là đánh, giam là nhốt. Em rất là hạnh phúc thay gì. Đây, 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 các anh em đang uống trà đá, trà chanh. Ngày mai là em sẽ được giao trọng trách là vuốt tóc cho anh Duy. Em thực sự rất là khôi em mà vuốt sai cái là đúng rồi đấy. Anh em bắt đầu kéo quân tới. Đây là quang cảnh Duy kìa. Các hot boy ấy trên đồ kìa. Ôi. Kinh. Nhìn như mấy thằng đa cấp. Gì ơi, thành công kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm. À ôi thôi, đẹp trai quá. Chết tuổi rồi. Thay hết chú rể rồi. Đấy, rồi ngầu quá. Bảo mãi thì không nghe. Hôm nay thì cuối cùng đã đến ngày vào dọ rồi. Nào, ta chống mắt lên xem nào. Thầy hành ấy. Đứt cúc. Ngoài có cái chỉ ở đây không, ngoài không phát được. Không thì lấy con dính gì mà chẳng sao. Nhưng mà cái chỗ này thì chắc là mặc vào không chèn đâu. Bảo sắp cưới mãi rồi mà mãi chưa thấy cưới đúng không? Chính là ngày hôm nay. Giao tròn chiều vuốt tóc không tin lắm ấy. Toàn hoa quả nhập xịn đấy. Ơi là có phát sinh thêm con lợn quay này. Tí đứa ở bề cái cha về chắc là cũng hơi ốm người đấy. Còn nhìn như một lũ đa cấp. Đa cấp. À, quyết tâm doanh số tháng hay bao tiền nhỉ các em nhỉ? 2 tỷ đô. A hô. Sau khi phá 5 tỷ của bố mẹ, hôm nay chúng tôi phá tiếp 5 tỷ nữa. Sẵn sàng đưa anh về nhà vợ chưa các em? Bắt đầu bê chắp. Chắp bánh không nào? Chắp không? Bắt đầu chia chắp. May mà tận dụng được nguồn nhân công rẻ mạt. Đâu. Đẹp trai. À, nhanh tay lên là của em ơi. Đến ta rồi. Các boss chụp ảnh với siêu xe nào? À, ôi dồi. À, nhận xe à? Nhân dịp liên hỏi của tôi thì tôi xin chụp ảnh khoảng năm nữa thì chắc tôi sẽ mua con mẹ gì đó. Mùng 4. Hôm nay mùng 5. À, 4.
nào, cười như nào để bọn em xếp luôn để đi luôn thể. Đông. Rồng trước, rồng trước. Rồng trước phượng sau. Sao còn là anh em cứ không phải rượu gì vậy? Rồi đứng chụp ảnh nghiêm túc nha, nghiêm túc nha. Cho nào xong ra là anh Duy đi luôn nhá. Ok. Ok. Tao bảo rồi, cưới xin vất vả như này rồi mà vẫn đòi cưới. Không giòn đâu. Không giòn rồi, nhìn là không giòn rồi. Thành niên thì ấy. Yếu kém nha. Thành niên ấy trên nổi yếu kém quá mẹ, bê cái mỗi cái chắp. Nhờ. Chiều sao rồi nhìn nhìn tập gym suốt ngày mà yếu đuối với em. Thì anh thế này thì sao mà giữ được thân lại xàm như thế em hơi gồng đấy cả thắt đổ nhá. Nghe nói em phải tập gym nhiều lắm à, tập gym nhiều lắm mà sao cuối cùng yếu đuối vậy, đưa vào mỏi gì đấy yếu đuối vậy. Anh thử bê đi, anh cứ cầm cái điện thoại đấy anh kệ tao. Kìa cô cuối cùng cô dâu vẫn lộ diện. Tiếp tục nha, tiếp tục nha. Rồi, một, hai, ba, đến. Ok các bạn. Bạn cười tươi vào. Bạn cười lên nào. Cười lên. Ok rồi. Tươi tên cũng. Cố lên, cố lên, cố lên. Gì đây? Ai đây? Em ơi, anh hỏi chút là em có chấm được đéo ở E-Channel không? Đấy, nếu mà... chấm được đéo thì cứ bảo anh em bọn nó đang ế hết đi. Ế nhiều lắm, ế nhiều, ế nhiều lắm, ế nhiều. Anh về bánh kẹo đâu? Ăn hỏi rất mệt mỏi, mọi người đã về với một mâm cỗ tinh soạn. Đây. Ăn xong cái chỗ này chắc bứ chết luôn. Ăn xong đi ạ. Ăn rau đi các em.